Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Thầy thuốc của bạn. Thưa quý vị và các bạn, theo cục y tế dự phòng Bộ Y tế, hiện nay tình hình bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng diễn biến phức tạp ở nước ta, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Tính đến ngày 21 tháng 6 năm 2022, cả nước ghi nhận 62.955 trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 1.193 ca mắc nặng, 29 người tử vong. Các địa phương có số ca mắc tăng cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An. Đây cũng là những địa phương có số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết cao. Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đều có 8 trường hợp và ghi nhận tại một số tỉnh có số ca mắc cao đã có bệnh nhân tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết tăng gần gấp đôi. Đặc biệt, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong 4 tuần trở lại đây, chiếm gần 50%, số ca mắc và 45% tổng số ca tử vong tích lũy từ đầu năm 2022 đến nay. Do vậy, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh rất dễ dẫn đến tử vong. Nội dung sau đây sẽ đề cập rõ về vấn đề này. Tại Việt Nam, dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết lưu hành ở hầu hết các tỉnh thành phố và thường tăng cao vào các tháng mùa mưa trong những tuần gần đây đã ghi nhận số mắc tập trung tại một số tỉnh, đặc biệt tại 4 tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và một số tỉnh khu vực Tây Nguyên là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Con Tum. Nguyên nhân của sự gia tăng dịch sốt xuất huyết tại các tỉnh Tây Nguyên là do bệnh sốt xuất huyết thường có tính chất chu kỳ, hiện tượng Enino, gây diễn biến thời tiết bất thường nhiệt độ tăng tạo thuận lợi cho mũi phát sinh, phát triển. Bên cạnh đó, ý thức của người dân chưa cao, còn chủ quan, lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Bệnh sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm lây truyền qua trung gian truyền bệnh là mũi đốt và do virus dengue gây nên. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, khí hậu nóng ẩm là điều kiện để dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển. Virus dengue lây truyền từ người bệnh sang người lành qua loài mũi có tên là Andes Equity thường được gọi là mũi vằn. Mũi vằn có màu đen trên thân và chân có những đốm trắng. Mũi vằn thường trú đậu ở những chỗ tối như gầm bàn ghế, gầm tủ, trong buồng tối, sau cánh cửa, chỗ treo quần áo, chăn màn không xếp gọn gàng. Mũi vằn hoạt động hút máu vào ban ngày chủ yếu là vào lúc sáng sớm và chiều tối sẽ làm gia tăng nguy cơ truyền bệnh cho người trong vùng dịch bệnh lưu hành. Bệnh sốt xuất huyết thường xảy ra theo mùa, dịch bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài đến cuối năm, cao nhất vào tháng 7, 8, 9, 10 là những tháng mùa mưa. Bệnh sốt xuất huyết thường có các triệu chứng như sốt cao hay sốt cao đột ngột từ 39 độ đến 40 độ và kèm theo dấu số hiệu xuất huyết hoặc các nốt chấm đỏ dưới da từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 của bệnh. Là một bệnh dịch nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh và hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu chưa có vaccine phòng căn bệnh sốt xuất huyết. Do vậy, nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, người bệnh rất dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết thường có các biểu hiện, thời kỳ ủ bệnh, khoảng một tuần. Ở thời kỳ này, hầu hết người bệnh không có biểu hiện gì đặc biệt, sau đó người bệnh chuyển sang thời kỳ khởi phát. Thời kỳ khởi phát, người bệnh sốt cao 39 đến 40 độ kèm theo rét run, thấy đau đầu, đau nhức mình mẩy, đau cơ, đau khớp. Thời kỳ toàn phát, người bệnh xuất hiện những chấm, nốt, đám và mảng xuất huyết màu đỏ hoặc tím bầm giải rác ở mặt trước cẳng chân, mặt trong hai cánh tay, bụng, đùi, mạng sườn. Kèm theo người bệnh thường hoảng hốt, chân tay lạnh, huyết áp giảm hoặc kẹt. Bên cạnh đó, người bệnh có thể xuất hiện chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, rong kinh ở nữ giới. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, bộ y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau thường xuyên nằm ngủ màn cả ban đêm lẫn ban ngày mặc quần áo dài tay khi lao động ở những chỗ nghi có mũi vằn để tránh mũi đốt tiêu diệt lăng quăng bọ gậy mũi bằng cách thường xuyên vệ sinh và đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước như chum thùng vại bể để mũi không vào đẻ trứng và phát triển bỏ muối vào bát nước kê chân trạn để muỗi không có nơi sinh sản, thả cá vào bể nước, lu, giếng, những dụng cụ chứa nước để diệt bọ gậy. Vệ sinh nhà ở sạch sẽ, gấp gọn quần áo, chăn màn để muỗi không có nơi trú ẩn. Vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, san lấp các chỗ trũng có vũng nước đọng, lật úp các vật dụng chứa nước không dùng đến, thu gom những vật dụng phế thải có khả năng chứa nước như chai, lọ, ống bơ. Sử dụng các hóa chất để diệt và xua muỗi như hương muỗi, phun thuốc, tẩm màn bằng hóa chất. Lưu ý chất để tẩm màn không độc hại với con người và môi trường xung quanh. Khi có các biểu hiện của bệnh, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được khám và điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục thầy thuốc của bạn tuần này của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!